Vâng, xin chào toàn thể anh em. Hôm nay Kinh Ngọc Audio sẽ lại mang đến cho anh em một dòng sản phẩm. Vâng, đó là con Suka Audio Tube T5C. Đấy. Sau sự thành công của con T1 thì mới đây tháng 9 năm 2020, hãng Suka đã giới thiệu đến người yêu âm nhạc phiên bản Preden Tube T5C với rất nhiều nâng cấp như đèn chip OPA, tổng là 4 chip OPA 5532 anh em nhé. Đây là dòng chip khuếch đại tín hiệu âm thanh đến từ nhà sản xuất Texas của Mỹ. Chip LE5532P được giới audio đánh giá là chip khuếch đại hiệu năng cao với độ nhiễu và độ méo tiếng thấp. Ngoài ra, con chip còn được tích hợp diode bảo vệ ngắn mạch đầu ra. Đấy, với thiết kế dạng cắm rút, chúng ta có thể nâng cấp OPA dễ dàng nếu muốn. Vâng. Dùng bóng Nga 6x1L tương đương với bóng Mỹ 5654W. Đấy, rất phù hợp với các thể loại nhạc vàng anh em nhé. Thêm đầu USB giải mã 24 bit. Đấy, trên 192 kHz. Thêm cả Bluetooth 5.0 hỗ trợ aptx, dùng chip QCC 3008 cao cấp của Qualcomm. Đấy, anh em thấy cái hiệu năng của con mới này nó vượt trội hơn con T1 rất là nhiều. Đấy, ở mặt trước, đấy, con Tube T5C thiết kế hai công tắc dạng gạt. Đây, như anh em thấy ở đây. Đấy, hai công tắc dạng gạt. Đấy, đây là công tắc tắt mở on off. Đấy, và đây là công tắc chỉnh USB này, AUX này, Bluetooth này. Đấy, đây là cổng cắm chuyển đổi tai nghe cho anh em này. Đây là chỉnh bass, chỉnh treble. Đấy, volume to nhỏ. Đấy, đây là hai chiếc đèn. Đấy. Đấy, có vòng đỏ rất là nổi luôn này. Đấy, đằng sau của nó gồm một cần Bluetooth này. Đấy, đầu USB này. Đấy, giờ này, L này. Đấy, hai giắc cắm, bốn giắc cắm. Đấy, bốn giắc cắm audio. Đấy, đây dây nguồn này. Đấy, kết nối rất dễ dàng. JC12V này. Đấy, thì con này hiện tại bên mình đang để với giá là 2.350.000 anh em nhé. Thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0963411622 để đặt hàng, cũng như cần biết thêm chi tiết về con Tube đèn này. Đấy, con này vượt trội hơn con T1 rất là nhiều. Đấy, con T1 của mình đây, con T1 này hiện đang để với giá là 850.000 anh em nhé. Toàn bộ bao ship cho anh em tận nhà luôn. Đấy, hai con này thì được anh em tin dùng với nhiều hiệu suất, hiệu năng cao. Đấy, cho cái âm thanh rất là ổn định luôn. Đấy, như con mới này thì theo mình thấy thì nó có thiết kế khá vuông vắn. Đấy, khá vuông vắn. Đấy, rất đẹp. Mình thích nhất ở cái dòng Suka Audio này là hai cái nút gạt này này. Đấy, cảm giác nó kiểu cổ cổ anh em. Đấy, bình thường thay vì nút gạt này thì ở các con đầu khác thì nó là nút bấm. Mình không thích nút bấm lắm, nhìn hơi gọi là tàu cựa. Thì mình thích kiểu gạt gạt này thì nó cảm giác kiểu cổ anh em. Đấy, hiệu năng rất cao nhá. Đấy, con này hiệu năng rất cao, rất đẹp cho anh em luôn. Đấy, kết hợp rất là nhiều như đầu giải mã này, Bluetooth này. Đấy, cổng AUX này. Anh em đặt hàng liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình nhé. Đấy, mình review qua cho anh em ở đây thôi. Anh em cần biết thêm chi tiết cứ trực tiếp nhắn tin cho mình. Đấy, xin chào toàn thể anh em.